em nghĩ chăm một người dễ lắm mà em về em chăm ba má em thôi em đã nhức đầu rồi đây là em chăm ba má em em chăm vợ con em em chăm bạn bè em em chăm đủ thứ người rồi xong em về nhà à, xong rồi em đi tới chỗ làm em phải chăm cả trăm nhân viên của em nữa <laughs> làm công hay làm chủ sướng hơn làm công hay làm chủ xương hơn một câu hỏi mang tính chất là phải cái nào hơn cái nào dạ yeah. nhi thì nhi không thích cái nào hơn cái nào như sẽ nói với các bạn tại sao tại vì á bạn không bao giờ mà thỏa mãn được hết bạn không bao giờ mà có được cả hai hết á dạ yeah. rồi lý do tại sao bạn muốn làm công và lý do tại sao bạn muốn làm chủ tại vì mỗi người có một cái nhu cầu khác nhau dạ yeah. có người à nói là chị nghe em uh, thích làm công bởi vì uh, anh thích sự ổn định giờ có người nói dạ không chị nghe em thích làm chủ bởi vì uh, chúng ta sẽ bắt đầu định hình làm công là như thế nào và làm chủ là như thế nào yeah. rồi đây mình cho bạn này là bạn ước uh, làm công Yeah rồi chúng ta qua đây cho làm chủ chào mọi người hôm nay chúng ta sẽ phân biệt về cái chuyện làm công được lợi gì và làm chủ được lợi gì làm công đầu tiên bạn có thời gian đi về nhà một ngày bạn chỉ phải đi làm cỡ 8 tiếng thôi 8 tiếng 8 tiếng làm rồi gì nữa nghỉ cuối tuần rồi gì nữa lợi ích của việc làm 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 công làm công cho người ta là cái gì nữa nghỉ phép dạ yeah. rồi gì nữa nghỉ bệnh nghỉ ốm bệnh rồi gì nữa được bảo hiểm rồi gì nữa trợ cấp khi mà gia đình có người đã trợ cấp uh, sinh nữa rồi gì nữa cái lợi gì nữa khi mà bạn đi làm công dạ yeah các bạn sẽ bắt đầu à, ai có nhảy việc được đúng rồi nhảy việc Được chưa rồi cái lời khác nữa là gì sự ổn định ổn định tức là bạn chắc chắn ngày mai tháng nào bạn cũng có có có, có lương à, ông chủ bạn trả cho bạn đó rồi ngoài ổn định ra còn có gì nữa rồi bạn có ờ à, à, nhưng mới nghĩ ra chừng đó à thế nào như nghĩ thêm như vậy các bạn được nghĩ phép nghĩ bệnh nghĩ ốm nghĩ đau ngày làm tấm tiếng à, à không phải lo uh, quản lý uh, nhiều người không phải chịu trách nhiệm nhiều được chưa được chưa mọi người rồi có thăng chức rồi này nào nữa. Rồi ok thưởng Tết, rồi đó, vân vân, rồi chúng ta tự dồn vô. Rồi cái làm chủ cái lợi là cái gì? Chúng ta nói về lợi trước rồi sau đó chúng ta sẽ qua cái hại sau, được chưa? À, làm chủ là được uh, tự do nói hẳn ra không thẳng tự do thời gian đâu nhưng mà làm rất là nhiều nhưng mà được uh, tự quản thời gian. Tự quản thời gian. Được chưa? Cái lợi kế tiếp của làm chủ là cái ba cái nghỉ này chắc chắn không có rồi. À, tự tự muốn nghỉ nếu mà muốn, tự cho mình nghỉ. Giờ nếu mà bạn muốn nghỉ tự cho mình nghỉ được rồi gì nữa? Bảo hiểm trợ cấp sinh hoạt mấy cái này không có nha các bạn, tại vì làm chủ là tự trả cho nên đây là cái lợi là tự trả. Cho nên khi tự trả thì nó cũng có thể là tự trả uh, cao lên cao cho bản thân tại vì nếu như mà bạn tự trả cho mình mà bạn có tiền thì bạn sẽ trả nhiều hơn bạn sẽ dùng bệnh viện tư rồi bạn sẽ uh, đi ăn nơi ngon hơn rồi vân 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 rồi gì nữa rồi không ổn định không ổn định ở đây như nói với các bạn là doanh nghiệp có lúc lên đi xuống nào nó không có vững chãi chờ có tháng bạn sẽ làm nhiều thiệt là nhiều tiền có tháng bạn không làm được đồng nào hết và bạn sẽ phải cân bằng lại cái đó rồi cái gì nữa à cái lợi của làm chủ nữa là được uh, tôn trọng được nhiều người tôn trọng tại vì bạn có nhiều lính mà người tôn trọng yeah. rồi uh, sao nữa nhưng biết rồi như thấy làm chủ được cái thằng đó à cái đó gọi là cái lợi à dạ yeah, nhưng nghĩ cái quan trọng nhất đối với người làm chủ đó là tự làm chủ thời gian á tự họ họ thích cái tự quản thời gian của họ được chưa bạn hỏi với nhi về khổ cho nên sau khi nhi phân tích cái được lợi xong bây giờ nhi sẽ phân tích cái mặt hại đó là mặt khổ kế nào chúng ta bây giờ sẽ qua cái mặt khổ rồi cái khổ của hai cái nhóm này nó cũng sẽ khác nhau ví dụ như bạn ở cái tầng làm công thì bạn sẽ không tự quyết được đúng không có những cái gì mà cuộc đời của bạn không tự quyết được một số thứ trong đời bạn ví dụ như như nói bạn phải lợi, bạn phải dựa vào mức lương của sếp bạn cho bạn để mà bạn quyết được cái chuyện là bạn muốn ở nhà mỗi tháng trả tiền nhà bao nhiêu Rồi ăn bao nhiêu Rồi có tiền tiết kiệm đi du lịch không Rồi mua nhà to hay nhà nhỏ Rồi con mà học trường nào Thì đó là cái bạn bị thiệt thòi đó là bạn không có tự quyết được cái đó Rồi à, à, Gì nữa à, Có thể bị mất việc bất cứ lúc nào Nếu mà bạn làm biến và ông chủ đuổi bạn Nghĩa là có thể Bị mất việc nếu sức khỏe bị ảnh hưởng chẳng hạn bị mất đi. Rồi rồi gì nữa? Rồi thế giới thay đổi thì bạn cũng có xác suất là cái nghề của bạn nó không còn nó không còn hợp thời nữa, ví dụ nghề không còn hợp thời. Đó, nghề không còn hợp thời, ví dụ giờ AI nó làm nhiều việc cho bạn rồi nè. Rồi rủi ro gì nữa? đó là bạn không khó khó để giàu được bằng chuyện tiết kiệm từ đi làm công lắm nghe là khó giàu từ tiết kiệm đi làm công giờ yeah, rồi gì nữa à, thời gian bị thời gian phải theo khuôn khổ đúng không bạn phải theo khuôn khổ của sếp rồi dạ yeah. rồi giờ mình qua bên làm chủ cái khổ của người làm chủ á thì nó sẽ khác thứ nhất cô đơn cái này như nói thẳng cô đơn lắm vì nhân viên bạn sẽ không hiểu là bạn đang làm cái gì à, cô đơn vì, bởi vì bạn chọn nhiều thứ bạn biểu nhân viên bạn phải làm hay là bạn định hướng như nhân viên của bạn nhân viên bạn không có biết đâu tại họ làm công mà họ chỉ làm tháng ăn lương thôi Thấy chưa rồi phải chăm lo cho nhiều người hơn là gia đình chăm lo cho nhân viên song song với gia đình Được chưa? Các bạn sẽ coi đây là Ủa chị Nhi, chị Hữu Nhi rồi chủ phải chăm Em nghĩ chăm một người dễ lắm mà Em về em chăm ba má em thôi, em đã nhức đầu rồi Đây là em chăm ba má em, em chăm vợ con em, em chăm bạn bè em, em chăm đủ thứ người rồi xong em về nhà à, Xong rồi em đi tới chỗ làm, em phải chăm cả trăm nhân viên của em nữa Được chưa? Chăm lo cho nhiều người là nhiều trách nhiệm Được chưa? Chúng ta sẽ tới mặt này đó là trách nhiệm cao Trách nhiệm rất cao nha mọi người được chưa? Khi làm chủ dạ yeah. khi bệnh dạ yeah. khi đau uh, mất mát phải tự lo tại vì sẽ không có ai lo cho người làm chủ hết khi họ xảy ra những cái này ví dụ như họ mà nhập viện một cái á là họ phải tự trả tiền cho họ những cái đó họ sẽ không có công ty bảo hiểm cũng như có sếp rồi ví dụ như uh, công ty của họ không có đi lên đi chẳng hạn công ty đi xuống công ty thua lỗ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật chịu trách nhiệm rồi không có cuối tuần gì nữa không có nghỉ lễ 24 trên 7 làm các bạn sẽ hỏi chị làm chủ tại sao 24 trên 7 bởi vì bạn là người làm chủ tất cả mọi người sẽ gọi và hỏi bạn rất là nhiều thứ đúng rồi áp lực về nợ nữa áp lực nợ nợ doanh nghiệp rồi áp lực từ khách hàng nữa Rồi ở đây như cho các bạn nhìn thấy cái tổng quan của một cái uh, cái sự chọn lựa tức là bạn muốn làm chủ hay làm công là do bạn. Dạ. Yeah. Nhưng mà bạn nhìn thấy đó khi mà bạn làm khi mà bạn đã quyết định mà làm công hay làm chủ, ok? Thì bạn chọn cái cột bên này thì bạn đừng ngó quên bên kia luôn. Dạ. Yeah các bạn đừng có nghĩ là người làm công ngó qua ui tôi ước gì làm chủ cho tôi đỡ khổ cái khổ nó chỉ khác nhau thôi và như từng phân tích với các bạn rồi cái khổ của bạn nó chỉ khác nhau chứ nó không có hết đi nó chỉ khác nhau tức là làm sao cũng một ngày 24 tiếng đó cái khổ của bạn ở cái phía bên mà người ta làm công nó sẽ có cái nỗi khổ kiểu khác cái phía bên làm chủ nó có cái nỗi khổ kiểu khác nhưng cả hai đều bận và cả hai cùng làm rất là nhiều việc chung với nhau đó là lý do tại sao chúng ta phải hiểu và san sẻ với nhau được cái và giúp đỡ lẫn nhau bạn là một người làm công tốt chắc chắn ông chủ bạn sẽ trả cho bạn hậu hĩnh bạn là một người chủ tốt nhân viên của bạn sẽ trung thành và ở lại với bạn lâu chúng ta là hai cái thái cực cần thiết cho cuộc đời của nhau không có ai đúng có ai, ai sai hết được chưa à? các bạn chỉ cần biết là mình muốn chọn bên nào thì mình phải stick với bên đó như có những người bạn rất là thành công Ờ, cũng chỉ đi làm công cho người ta cả đời thôi. Như có mấy anh bạn làm trong dầu khí các bạn. Hoặc là những cái nhà địa chất á, hoặc là những cái nhà khoa học chẳng hạn, cả cuộc đời họ được trả tiền để đi làm công cả đời. Họ bay hết nước này nước kia để mà tìm khoáng sản, để mà tìm dầu mỏ để mà cho mấy anh đục lỗ khoan thôi, nhưng mà họ cũng tiền rất là nhiều và họ thích như vậy. Không phải người nào có kiến thức họ cũng có nhu cầu để quản lý con người hay là vận hành doanh nghiệp đâu, tại vì vẫn, quản lý con người và vận hành doanh nghiệp nó cũng là một cái nhức đầu kiểu khác các bạn ạ. Dạ, yeah. rồi. Đừng có quên là like, share và subscribe cái kênh của nhà nếu các bạn coi hết video của chị và tích những cái điều như đang làm tiếp tục lan tỏa những người khác.